Chào các bạn, trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần thiết kế kim loại tấm sheet metal design. Nội dung ngày hôm nay của chúng ta sẽ có 10 phần, tương đối là dài. Mình sẽ cố gắng nói ngắn gọn nhất để các bạn có thể nắm được nội dung. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đến với cả quy trình thiết kế kim loại tấm. Rồi chúng ta sẽ đến với phần thiết lập những cái thông số mặc định của kim loại tấm. Phần thứ ba mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo kim loại tấm, rồi sau đó là chúng ta sẽ chỉnh sửa kim loại tấm để cho nó phù hợp với yêu cầu của bản vẽ. Tiếp tới là mình sẽ xử lý một vài những cái góc 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 ngã ba ngã tư ở trong kim loại tấm. Rồi mình sẽ giới thiệu cho các bạn về những cái công cụ forming tool, những cái công cụ giống như là dimper, dimple hay là louver, những công cụ bending. Đấy. Rồi sau đó là chúng ta sẽ trình bày bản vẽ 2D đối với cả kim loại tấm. Rồi cuối cùng là mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một vài những cái case study, hướng dẫn một vài cách làm, và chúng ta sẽ tiến hành chuyển đổi từ cái dạng solid sang dạng kim loại tấm. Rồi chúng ta sẽ đi ngay vào phần đầu tiên, quy trình thiết kế kim loại tấm. Ở phần này thì mình sẽ nói sơ qua. Ở quy trình chung khi thiết kế kim loại tấm nó sẽ bao gồm có 6 phần. Phần đầu tiên là chúng ta sẽ tạo cái kim loại tấm đấy, tạo sheet metal. Sau đó là chúng ta sẽ thiết lập những cái thông số mặc định cho nó. Rồi sau đó là chúng ta sẽ tiến hành tạo các tấm tấm đáy, extrude tab và extrude flange. Rồi chúng ta tạo những tấm bản thành, những cái feature, rồi xử lý góc. Rồi cuối cùng là chúng ta sẽ tiến hành trải phẳng nó ra. Và cuối cùng là trình bày bản vẽ 2D. Đấy là quy trình chung. Ở trong cái quy trình chung như thế này, các bạn có thể bỏ qua một vài bước nếu như trong trường hợp mà các kim loại tấm của các bạn nó có hình thù khác nhau, thì chúng ta có thể bỏ qua cái bước thiết lập thông số mặc định này và chúng ta đi thẳng từ bước sheet metal này sang tạo tấm đáy luôn. Nhưng mà dù gì thì mình cũng sẽ nói sơ qua cho các bạn cách thiết lập cái thông số mặc định này nếu như trong trường hợp mà những cái kim loại tấm của các bạn có hình thù tương tự nhau, thì chúng ta có thể thiết lập. Ở trong cái phần sheet metal attribute này, chúng ta sẽ khi mà chúng ta thiết lập cái thông số này ấy, thì phần mềm nó sẽ ưu tiên sử dụng những thông số đấy cho cái phần tạo kim loại tấm, và cái điều này đem lại sự tiện lợi khi thiết kế. Ở trong cái phần đầu tiên, cái phần standard này, chúng ta sẽ có thiết lập cái thickness, cái độ dày cho tấm. Khi mà chúng ta tạo một cái tấm nào lên, nó sẽ mặc định đưa ra cái thông số độ dày này. Rồi chúng ta có là bend radius, bán kính chấn. Đấy, thì phần mềm nó cũng sẽ tự động nó đưa ra cho chúng ta cái bán kính mà chúng ta thiết lập ở đây. Tất nhiên là các bạn cũng có thể sửa đổi được nếu như mà cái thông số của bạn nó khác nhé, sửa đổi bình thường. Còn đây là liên quan đến vị trí của bản thành, các bạn có thể thiết lập ở trong phần này. Rồi chiều dài của nó, cách tính chiều dài của bản thành là từ đâu, chiều dài bản thành là bao nhiêu, hệ số K, rồi những cái góc relief. Ở cái mục thứ hai là mục corner attribute, thì cái mục này ấy, nó chỉ có tác dụng khi mà các bạn muốn bo góc, tức là khi mà các bạn tích vào cái option là close corner này, thì khi đó nó sẽ xuất hiện cho chúng ta những cái option tiếp theo. Có hai cách để thiết lập thông số mặc định. Một ấy, là khi mà chúng ta chọn chiếc bảng này, chúng ta sẽ chọn ngay vào phần sheet metal. Thì khi mà vào sheet metal xong, nó sẽ có cái folder sheet metal ở đây, chúng ta có thể là tinh chỉnh nó. Còn hai, nếu mà trong trường hợp mà vô tình mà các bạn chọn vào phần path này, thì khi mà các bạn tạo sketch rồi bạn extrude cái tab lên, thì nó cũng sẽ xuất hiện chúng ta cái folder này. Hai cách này là như nhau, thế các bạn có thể lựa chọn hình thức nào cũng được. Tiếp theo là thiết lập hệ số K. Thì phần mềm hỗ trợ chúng ta tùy chỉnh thiết lập hệ số K theo nhiều cách. Dạng phổ biến nhất là chúng ta sẽ sử dụng dạng tùy chọn. Ngoài ra đó, chúng ta sử dụng gọi là bend detection hoặc là bend allowance. Thì cái hệ số K này nó khác so với cả phần thiết lý solid modeling ở chỗ liên quan đến đường trung hòa, hay là còn gọi là đường trung tính. Theo vật lý thì nó là hệ số K thì bằng T nhỏ chia T lớn. Đấy thì các bạn có thể là đọc hiểu thêm về phần lý thuyết để có thể hiểu rõ hơn về hệ số K này.
Thì ở trong phần mềm nó cho chúng ta thiết lập theo các hình thức khác nhau và chúng ta hoàn toàn có thể nhập ở đây các giá trị tương ứng. Đấy, thì đây là về phần bảng này, ben table thiết lập bảng này thì trong này nó sẽ có những cái file này. Chúng ta cũng có thể là chỉnh sửa file đấy và khi mà chỉnh sửa xong rồi chúng ta lựa chọn đó, cái dễ dàng. Tiếp theo là rãnh thoát giao. Cái này là rãnh hay còn gọi là rãnh công nghệ ấy, giúp cho chúng ta có thể bảo vệ được cái kim loại tấm trong quá trình mà chúng ta gia công, chúng ta chấn khỏi cái việc bị rách. Thì có ba cái loại rãnh thoát giao chính, đó là non tức là không không tạo rãnh thoát giao ấy, hai là hình vuông tạo nó cái rãnh thoát giao dạng hình vuông ở đây với những cái chiều rộng và chiều sâu. Chiều sâu là tính từ mép này, chiều rộng là tính từ mép bên này, ở dạng là hình tròn tùy các bạn lựa chọn. Đối với cả rãnh thoát ở góc ấy thì chúng ta sẽ có 5 loại là dạng close, dạng circular cutout, dạng rectangle, dạng hình vuông ấy, rồi dạng U cắt, V cắt. Còn cái Mutter Corner ấy, đây cái Mutter Corner này, thì nếu mà chúng ta bỏ chọn cái tùy chọn này ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng những cái đường thẳng để tạo thành đường viền của dao. Đây, đây. Thì cái việc làm này nó sẽ rất là dễ chúng ta sản xuất. Còn ngược lại, nếu như mà chúng ta chọn tích vào cái Mutter Corner này, Mutter Corner này, thì cái việc sản xuất nó sẽ tương đối nó sẽ khó hơn tùy vào các bạn lựa chọn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cả thao tác ở trên phần mềm nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo cái phần Symmetal cho phần New. Chúng ta có thể chọn hai hình thức, một là Standard Path hoặc là Symmetal. Nếu chúng ta chọn Standard Symmetal ấy, thì nó sẽ có luôn cho chúng ta cái phần ở đây. Ta kích nút vào để chúng ta tùy chỉnh cái phần thông số mặc định. Còn nếu không ấy, chúng ta vô tình chúng ta chọn Standard Path. Ví dụ như chúng ta như kẻ chưa có đúng không? Ta vào phần Sketch này, vẽ cái chi tiết ra. Extrude ta vào liền. Thì khi đó chúng ta cũng sẽ có kết quả tương tự. Hai cái là như nhau. Thì đều đều như vậy này. Chúng ta thiết lập các thông số ở đây. Này là góc góc thoát dao này, relief này, chúng ta lựa chọn rectangle, background, non. Còn đây là corner. Nếu mà chúng ta click vào close corner thì lúc ấy nó sẽ hiện ra chúng ta những cái option giống như mình vừa chia sẻ. Còn đây, hệ số K thì chúng ta sẽ có thể lựa chọn từ chúng ta thiết lập như là chúng ta gõ bằng tay hoặc là chúng ta thiết lập từ vật liệu, chúng ta chọn cái loại vật liệu. Đây, đây là vật liệu nhôm hoặc là vật liệu sắt. Ta sẽ tìm stainless steel này. Thì nó sẽ ra cái thông số này. Và cái này nó có bảng ở nó nhé, trong file của nó. Hoặc là ở allowance table trong này nó có bảng sẵn thế không ạ. Key factor from material mình sẽ thử mở cho các bạn coi. Tất cả những cái giá trị này các bạn có thể tự nhập bằng tay được nhé, mình có thể thay được, tự thay đổi được. Là bend table cái giá trị này hoặc là bend allowance. Giờ chúng ta sẽ đến với phần quan trọng nhất là tạo cái loại tấm. Chúng ta sẽ có ba lệnh tạo cái loại tấm là lệnh extrude tab. Nó sẽ tạo ra một cái tấm phẳng như thế này. Đây là cái lệnh mà thông dụng nhất cho rất là nhiều trường hợp. Ngoài ra thì chúng ta có lệnh extrude flange, thì cái này nó phù hợp đối với cả trường hợp là chấn những cái kim loại tấm hình ống. Rồi chúng ta có lệnh là revolve flange. Đấy, nó phù hợp đối với cả một vài những cái số khối kim loại đặc biệt giống như đây thì nó phù hợp cái trường hợp giống như là cái trục của cái đèn bạc.
Khi mà chúng ta chọn Extrude Blend xong, cái phần Thickness này, nó sẽ có phần Global Value, tức là đây là cái giá trị mặc định. Còn ngoài ra thì các bạn có thể chọn là Dynamic Input, là các bạn tự nhập giá trị vào. Giá trị mặc định này thì sẽ được lấy ở trong cái phần Sheet Metal Attribute vừa rồi. Sau khi mà chúng ta có được cái tấm đáy xong thì chúng ta sẽ tạo ra những cái tấm thành. Thì nó sẽ có nhiều cách để tạo tấm thành. Đầu tiên là lệnh Full Flange. Thì chúng ta có thể là tạo cái tấm thành ở đây. Cái lệnh Flip the Flange này giúp chúng ta có thể đổi hướng của Flange. Nó có sẽ có rất là nhiều kiểu tạo cái tấm thành. Đôi như dạng simple thì là dạng như đơn giản là tấm thành dựng lên như này thôi. Chúng ta có thể thay đổi góc cho nó, thay đổi góc rồi thay đổi bán kính như nó, hoặc là chúng ta có thể tạo ra dạng S-bend, dạng uốn cong hai lần như thế này. Ở đây nó có cái option là resolve flange interface. Trong trường hợp mà hai cái bản thành của chúng ta nó bị chạm nhau như thế này, chúng ta sẽ click vào đây, thì khi đó cái hai cái bản thành nó sẽ tránh được cái va chạm nó đi. Đối với lệnh profile flange và partial flange thì nó cũng tương tự. Tuy nhiên thì đối với cả phần profile flange, chúng ta sẽ dựng lên cái bản thành và nó bản thành đấy nó sẽ chạy theo cái profile mà chúng ta vừa tạo. Ví dụ như chúng ta có thể là chỉnh sửa cái profile đấy vào cái lệnh là edit profile. Còn đối với lệnh partial flange thì cái bản thành của chúng ta nó sẽ không chạy hết cái cạnh đấy, mà nó sẽ chúng ta có thể tùy chỉnh được cái vị trí mà dựng lên, nó có thể là cách cái mép hoặc là cách cái điểm đầu điểm cuối là bao nhiêu, hoặc là chúng ta có thể là tùy sử dụng cái tùy chọn là start width, tức là ở điểm đầu cách cái điểm mép đầu là bao nhiêu và cái chiều rộng của bản thành là bao nhiêu. Chúng ta cũng có cái lệnh tạo bản thành theo cái dạng là hem flange. Cái này nó có nhiều kiểu khác nhau thì tùy vào các bạn lựa chọn, như là kiểu close open, close loop, open loop, center loop, S-bend, curve. Và đây là mình đã lấy một cái ví dụ cho bạn coi cái tạo bản thành này đối với cái chiếc bản này. Và tương tự thì ở đây nó cũng sẽ có lệnh là resolve flange interface. Đầu tiên là chúng ta sẽ đến với cả lệnh extrude tab. Rất là đơn giản, ta chọn vào cái phần sketch mà chúng ta vừa tạo ra. Ở đây nó có cái thông số giá trị độ dày này, ta sẽ nhập cái phần dynamic input. Opposite thì chúng ta sẽ lấy độ dày ngược lại thôi. Tương tự với cả extrude flange, đây mình tắt cái này đi, extrude flange. Just tạo ra đi. Đây nó có thêm cái phần radius cho các bạn này. Đây là góc vuông đúng không? Nhưng mà chúng ta sẽ chọn được cái phần radius. Rồi ở ví dụ tạo cái phần revolve flange thì chúng ta chọn axis. Quay trở lại cái ví dụ đầu. Khi mà chúng ta tạo được cái phần tấm đáy này lên rồi thì chúng ta sẽ tạo cái phần flange. Ở đây nó có hai cái lệnh là flange và full flange. Hai cái lệnh này về cơ bản là giống nhau nha. Nhưng các bạn lựa chọn lệnh nào cũng được. Ta lựa chọn các cạnh để chúng ta dựng nó lên. Rồi chúng ta sẽ lựa chọn là flip. Này, nếu mà chúng ta muốn cho ngược lại. Còn đây là về vị trí của nó, thật thiết lập. Đây là các kiểu S-band này. Rồi, close. Open. Bạn lựa chọn cái nào? Thực ra thì đối với cả phần Symmetal này thì nó rất là đơn giản. Chỗ là các bạn có thể coi được cái sự khác biệt luôn. Thì mỗi một tùy chọn nó sẽ có cái... Chúng ta sẽ preview được cái kết quả ngay lập tức. Ví dụ như này chẳng hạn.
Và tiếp theo, ví dụ trong trường hợp mà chúng ta tạo hai cái tấm như thế này. Bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ chọn được option là Resolve Flange Interface. Có khoảng gap ở đây. Ngoài cái flange này ra thì chúng ta có hem flange các kiểu như mình vừa mới giới thiệu rồi. Chúng ta nhập các giá trị ở đây thôi, giá trị rất là trực quan. R1 này, A là gì, nó nhập vào đây hết, bạn cứ chạy theo cái giá trị thôi. Và chúng ta có là flange with profile, ta dựng một cái mặc định là như thế này, rồi chúng ta chỉnh sửa cái profile này. Ví dụ như đây ta ta có cái tấm nó muốn, chúng ta có lệnh flange, flange step end này, start length này, ví dụ như đây. Đây là các góc rãnh thoát dao. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với lệnh loft, hay còn gọi là loft flange. Chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh này giống như là ở trong cái phần solid modeling ấy, tạo lệnh loft. Tuy nhiên thì ở trong này chúng ta sẽ có ba cái option. Option đầu tiên đó là general lofting, thì cái lệnh này tương tự giống như lệnh loft và chúng ta sẽ không thể trải tấm ra. Cách thức thực hiện thì chúng ta chỉ cần chọn profile 1 và profile 2 thôi, yêu cầu lệnh loft là cần hai profile nha các bạn. Còn đối với cả option thứ hai là option là flatten label lofting thì nó sẽ cho phép chúng ta có thể trải phẳng được tấm ra. Còn đối với cả option thứ ba thì nó cũng tương tự giống như hai option đầu, cũng có thể tạo ra loft này, nó có thể trải phẳng ra nhưng mà cái số lượng cung thì nó sẽ nhiều hơn và nó sẽ cho phép chúng ta có thể là thay đổi được cái số lượng cung hay hay là số lượng lượt đen đấy, số lượng lượt giật, từ đó tạo cái tấm nó chính xác hơn. Thì thông thường ấy, chúng ta sẽ có những cái phương pháp cắt ở đây bao gồm là maximum arc 2 này, number append này, maximum cho length này. Thì phổ biến nhất thì là dạng number append. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với lệnh là sweep flange. Chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh này để tạo những cái flange có chung một cái hình dạng ở các cạnh giống nhau, giống như là chi tiết ví dụ đây. Tuy nhiên ở cái lệnh này chúng ta sẽ cần phải đặc biệt lưu ý ở hai cái điểm như sau. Điểm thứ nhất đó là cái profile này này, nó sẽ cần phải nằm ở vị trí những cái đầu mút của cái cạnh. Đây, đầu mút nha. Nếu như bạn đặt ở vị trí điểm giữa của cạnh này thì nó sẽ không thể tạo lệnh ra. Và cái thứ hai nữa là đường dẫn đầu tiên phải vuông góc với mặt phẳng chứa profile. Đây. Đây là hình thứ tự chọn đúng. Chúng ta sẽ phải chọn từ cái vị trí cạnh này cho đến cạnh thứ hai, cạnh thứ ba. Còn nếu như chúng ta chọn cạnh này là cạnh đầu tiên thì nó sẽ không ra được kết quả. Các bạn đặc biệt phải lưu ý đối với lệnh sweep flange. Và tiếp theo là đến lệnh fold byline. Chúng ta sẽ sử dụng lệnh này để tạo ra một cái góc bend dọc theo một cái đường thẳng cho trước. Lệnh này thì cũng rất là trực quan thôi. Chúng ta lựa chọn một cái đường line ở đây thì kết quả đưa ra cho chúng ta là chúng ta dựng thế này lên, chúng ta có thể thiết lập góc độ cho nó. Và cuối cùng là chúng ta có cái lệnh là lệnh chop. Lệnh này sử dụng lệnh này để chúng ta tạo ra một cái tấm nó gấp hai lần giống như kiểu dạng S-bend đó. Tuy nhiên thì đây là góc là 90 độ. Vị trí thì sẽ được xác định sẵn ở trên tấm kim loại bằng cái đường line. Thật sẽ lập cái đường line ở đây. Nó sẽ gấp cho chúng ta.
Lưu ý ở đây vị trí gấp hai lần, gấp lần hai sẽ được quyết định bởi tùy chọn reverse stationary size, và cái khoảng cách gấp này sẽ được xác định bởi giá trị 2. Để sau đây chúng ta sẽ đến với phần mềm. Đầu tiên là đối với lệnh loft thì chúng ta sử dụng cái lệnh loft flange. Ta có ba giá trị như này. Đầu tiên là giá trị general lofting. Ta lựa chọn profile 1, profile 2. Sorry. Và chúng ta sẽ phải xóa bớt một cái nhé. Profile 2. Nhập giá trị độ dày opposite là liên quan đến hướng đổ chiều dày. Rồi bán kính ở vị trí này. Thì đối với cả cái option này thì chúng ta sẽ không thể unfold nó, không thể trải nó ra như các bạn. Sẽ báo là không thể trải ra. Tuy nhiên thì nếu như mình sử dụng option 2, profile thì mình vẫn chọn tương tự nhau, thì chúng ta có thể trải nó ra này. Còn đối với option 3 thì nó sẽ có thêm cái phần là cutting method này nữa. Đấy, chúng ta sẽ có thể nhập với giá trị number pen mà rất nhiều cái góc pen ở đây hơn. Và cái này cũng hoàn toàn có thể trải ra. Đối với lệnh sweep polygon, lệnh này đối với những người mới sử dụng ấy thì tương đối là khó dùng, bởi vì giống như ba cái lưu ý mình vừa nêu, thứ nhất là cái profile này, khi mà chúng ta vào sweep flange nó sẽ yêu cầu là chọn stationary này, chọn profile này, thì cái profile này của chúng ta ấy nó phải nằm ở các điểm mốc, các điểm đầu mút ở đây. Đấy. Và cái thứ hai nữa là nó sẽ phải vuông góc với một trong các cạnh, ví dụ như là cái profile này nó ít nhất nó phải phù hợp với cái cạnh này theo một cái hướng nào đó. Và cái thứ ba nữa là khi mình chọn cái thứ tự chọn của chúng ta sẽ phải là, một là cạnh này, hai là cạnh này đầu tiên. Còn nếu chúng ta chọn những cái cạnh mà nó không 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 liên kết với cái profile này ấy, thì nó sẽ không ra kết quả. Ví dụ như đây các bạn có thể thấy này, thì như chúng ta chọn cái profile ở vị trí đây, kịch bản này, đây này, thì được này. Đó, chúng ta chọn đây thì được. Hoặc là chúng ta có thể chọn lại, ta chọn là hướng ngược lại. Đây, cái này không, nó không không chọn được này, bởi vì nó không vuông góc với cái profile. Cái trường hợp này thì các bạn có thể là hơi khó để hình dung, nhưng mà mình sẽ lấy một cái trường hợp khác. Ở đây chúng ta có cái profile này. Được chưa? Profile này hiện tại bây giờ nó đang vuông góc với cả cái cạnh này này. Và nó cũng vuông góc với cả cái cạnh này luôn. Tức là cái nói này, cái mặt phẳng ấy, mặt phẳng của nó, cái cạnh này nó sẽ vuông góc với cái mặt phẳng này, mặt phẳng chứa cái sketch này, thì chúng ta sẽ thực hiện thử. Ta chọn cạnh đầu tiên này, chọn được đúng không, bên này đúng không, cũng được đúng không. Nhưng mà nếu như ở cái mặt phẳng mà chứa cái sketch này mà mình chỉ cần đổi nó đi, mình redefine đi này, đây mặt phẳng chứa nó, mình sẽ redefine đi, mình sẽ nghiêng đi đi một xíu, đây, 10 độ chẳng hạn, thì lúc đấy nó sẽ có cái cạnh này nó sẽ không còn vuông góc với cái mặt phẳng nữa rồi đúng không ạ? Đó. Chúng ta sử dụng lại lệnh này thì nó sẽ không được. Đấy, nó sẽ báo này, cái bản đầu tiên của nó sẽ phải vuông góc với cái mặt phẳng chiếu profile, nha. Chúng ta chọn cái đường thẳng này cũng không được luôn. Đó, nên là các bạn khi mà sử dụng cái lệnh sweep flange này hết sức phải lưu ý, nếu không là sẽ không thực hiện được. Tiếp theo là lệnh fold by line.
Lệnh này thì không có gì khó hết bởi vì nó rất là trực quan. Ta sẽ chọn chọn cái lệnh này, xong rồi chọn đường line này, chọn mặt này. Thì khi đó thì nó sẽ review cho chúng ta. Tương tự này, chọn mặt này. Nó sẽ có hướng flip to keep này, chữ báo ở đây. Rồi cái góc độ này, rồi giá trị offset. Và đối với cả những cái chi tiết dimple như thế này, chi tiết có phong tool thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể là gặp được nó. Và dùng fold này, chọn đường thẳng này, chọn mặt này, chọn hướng gặp này, thì đó nó gặp cả cái phần phong tool này cho chúng ta. Lệnh job cũng tương tự như vậy, và gọi lệnh job lên, chọn vào cái đường thẳng chúng ta đã xác định, chọn vào cái bề mặt. Nó sẽ có kết quả như thế này. Và chúng ta muốn thay đổi cái kết quả, muốn cho cái chi tiết cái tấm này nó hướng lên, nó ở bên trên, còn cái tấm này ở phía dưới, thì chúng ta sẽ thay đổi lại bằng cái chi tiết là reverse stationary sign, sẽ thay đổi hướng cho chúng ta. Các giá trị chiều cao rồi bán kính những thứ nằm ở đây hết. Tiếp tới, sau khi mà chúng ta tạo ra các tấm kim loại xong thì chúng ta có thể chỉnh sửa nó bằng một vài lệnh. Thứ nhất đó là lệnh extend flange. Lệnh này giúp cho chúng ta có thể kéo dài hoặc là làm ngắn tất cả những cái thành có cạnh thẳng. Ví dụ ở trong trường hợp này, ở đây nó có ba cái giá trị. Một là cái giá trị là by value, thì cái flange của chúng ta sẽ được kéo dài ra một với một cái giá trị nhất định. Thứ hai nữa là chúng ta có giá trị là true until, tức là nó sẽ kéo dài đến cái bề mặt này hoặc là cái cạnh này, kéo dài đến đây. Hoặc là chúng ta có thể là dùng option là to select, nó sẽ kéo dài cho tới khi là một cạnh của cái flange đấy chạm tới cái mặt tham chiếu. Đây, ở trong trường hợp đây nó chỉ chạm tới đây thôi, còn phần này nó sẽ không chạm tới. Tiếp tới nó có thêm option là normal to extend edge. Chúng ta sẽ kéo dài dọc theo phương pháp tuyến của mặt phẳng flange. Tức là ở đây trong trường hợp này nó sẽ kéo dài theo cái phương pháp tuyến của cái cạnh này, theo cùng 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 cái hướng đúng vuông góc với cả cái mặt đấy. Còn nếu như mà chúng ta sử dụng option là along boundary edge này, đấy, along boundary edge, thì nó sẽ kéo dài dọc theo hướng của hai cạnh biên. Hai cạnh biên ở đây cứ coi là cái mặt này này và cái mặt này này, nó sẽ kéo dài dọc theo hướng này. Còn ngoài ra nó có thêm cái option là extend surface này nữa, adjacent to edge này, thì biên giới của những cái mặt bên xung quanh cũng sẽ được kéo dài theo. Đây, cạnh là cạnh bên đây, nó không, chúng ta không lựa chọn nó, nhưng mà nếu khi chúng ta sử dụng cái option này thì nó cũng sẽ được kéo dài theo. Tiếp tới là chúng ta có cái lệnh là bend taper. Chúng ta sử dụng lệnh này để làm thon các mặt flange cụ thể đây. Và cái việc này sẽ giúp cho chúng ta tránh được cái va chạm của flange đối với cả những cái thành lân cận, hoặc là có thể là tạo thêm những cái khoảng hở giữa các cái thành đấy. Chúng ta có lệnh là normal cut. Lệnh này nếu mà nhìn cơ bản thì nó cũng giống như kiểu là lệnh extrude, tuy nhiên thì nó sẽ có khác hơn một xíu. Đây các bạn có thể thấy này, đây là sự khác biệt giữa extrude cut và normal cut này. Lệnh normal cut này sẽ cắt vật liệu bằng việc chiếu một cái sketch lên tấm kim loại, rồi sau đó cắt vuông góc với mặt đấy. Đây, ví dụ như chúng ta chiếu từ từ phía bên ngoài này vào nhé, thì nó sẽ chiếu cái sketch lên, nó lên đây, sau đó là nó sẽ lấy vuông góc với cái tấm kim loại. Còn khi mà chúng ta sử dụng, sorry các bạn, đây cái sketch đây, sketch là từ hướng hướng ở bên trong đây, khi mà chúng ta chiếu sang hai bên, vâng, thì extrude cut là nó chỉ hiểu là nó cái hiểu hiểu cái hướng 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 extrude là cái hướng nằm ngang thôi. Còn đối với cả lệnh normal cut là nó sẽ hiểu là khi mà nó chạm tới bề mặt thì nó sẽ lấy vuông góc. Đây, còn đây là những option của nó.
normal to both sides và normal to middle. Đối với lại extend flange, chúng ta sẽ gọi lệnh ở phía bên cột này. Ba cái option như mình vừa mới giới thiệu. Tiếp chúng ta sẽ lựa chọn cái cạnh trước. Chúng ta sẽ nhập cái khoảng cách cho nó, đơn giản là nhập nhập giá trị vào đây thôi. Nhập giá trị vào đây. Còn nếu như mà chúng ta sử dụng option thứ hai, nó sẽ yêu cầu một cái mặt phẳng. Nhập mặt phẳng, chọn cái mặt phẳng này. Còn với option thứ ba, chúng ta sẽ thấy cái sự khác biệt của nó. Bạn thấy không ạ? Đây. Thực tế là cái cạnh này nó đã cắt nhỏ vị trí này rồi này. Cắt nhau vị trí này. Đối với lại bên tapper thì chúng ta sử dụng ở vị trí này. Nói chung là ba cái phần chỉnh sửa nó nằm ở một máy hết các bạn. Và chúng ta lựa chọn bend. À. Sau đó là điều chỉnh các giá trị. Ví dụ như là các bạn để line tangent chẳng hạn đúng không? Thì các bạn thấy ở đây vị trí này nó bo cong chưa? Vị trí đấy thẳng này, đang ở dạng liner này, thẳng tan trần thì nó sẽ có bao gồm là bán kính tan trần, còn liner thì nó thẳng thôi, đẩy qua đẩy lại được cái giá trị. Lệnh nô một cách đây, lệnh này thì chúng ta phải lưu ý một xíu không là sẽ bị nhầm lẫn. Chúng ta sử dụng lệnh no một cách mình, đây mình sẽ làm như này, các bạn sẽ thấy được sự khác biệt của nó này. Ở đây mình sử dụng lệnh no một cách nhé. Đó, hướng về phía bên này thì bạn thấy là chi tiết của chúng ta nó vuông góc chưa, cái scan nó vuông góc với cái bề mặt. Còn nếu như mà chúng ta sử dụng cái lệnh Extrude Cut, đây thì nó hiểu đơn giản là về một hướng thôi. Mình sẽ trải ra cho bạn coi khác biệt. Rồi, đây bên này là Extrude Cut này, còn bên này là Normal Cut. Thì cái này nó rất là dễ để mà gia công chế tạo được cái tấm này, còn đây khó. Còn đối với cả hai cái phần bên trên này, phần lỗ bên trên này thì bởi vì nó vuông góc mà nên là nó không có sự khác biệt. Đây, hai cái lỗ nó vuông góc nên là nó không có sự khác biệt. Tiếp theo chúng ta sẽ tới phần xử lý cái góc. Ở trong phần mềm nó có lệnh là close corner, giúp cho chúng ta sẽ có thể kéo được những cái flange, những cái thành và những cái góc bên lại với nhau. Nếu chúng ta muốn kéo lại những cái thành thôi, chúng ta sử dụng option là edge. Còn nếu mà chúng ta muốn sử dụng là kéo cả những cái góc chấn đấy, chúng ta sử dụng bend. Và có những cái option là underlap, overlap, natural. Rất là dễ và trực quan. Và chúng ta có những công cụ forming tool như là dimple. Dimple thì tạo ra những cái đối tượng giống như này. Plane Dimple hay là Flare Hole, đối tượng này phần mềm nó hỗ trợ. Và ở đây cái lệnh Dimple nó cũng rất là trực quan, trong này nó có hình ảnh sẵn rồi, các giá trị H này, A này, R1, R2 sao nó biểu thị ở trong cái hình ảnh này hết. Rồi Louver, cái này ví dụ như ở trong những cái CPU của máy tính bảng ấy, là những cái vị trí tản nhiệt ấy. Máy tính bàn hoặc là máy chiếu, hình ảnh của nó trực quan ấy, nên là cũng không gì khó hết. Rồi punch tạo chi tiết dập trên bề mặt kim loại tấm. Lệnh này thì nó cũng tương tự giống như là lệnh punch ở trong cái phần solid modeling. Và đối với cái lệnh punch này thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể là tạo thư viện cho cái phần dập nếu như mà chúng ta cần. Để sử dụng lệnh close corner chúng ta sẽ vào phần này. Ta sẽ có hai option là bend
và edge. Edge chúng ta sẽ chọn cạnh này, cái gọi là cần ký. Sẽ có các giá trị ở natural, sẽ có cách hở đấy, tăng cái giá trị lên và giảm giá trị đi, giảm đi thì nó sẽ overlap với nhau. Và chúng ta sẽ làm cái vị trí này. Còn nếu như mà chúng ta sử dụng cái option là bend, chúng ta chỉ cần sử dụng cái cạnh này thôi, nó sẽ có hết cho chúng ta. Đây là giá trị meter corner. Và đối với lại dimple, chúng ta sẽ sử dụng cái mô hình này. Đây là những cái dimple có sẵn. Mình sẽ thao tác lại cho các bạn. Ta chọn lại dimple, sử dụng các mặt phẳng. Sau đó là profile. Sẽ có cái giá trị này, chúng ta có thể thay đổi các giá trị ở đây. Chín độ. Đối với cả lệnh louver tạo vị trí lỗ thoát tản nhiệt cho các CPU máy tính, ta sử dụng mặt phẳng profile. Đấy, các giá trị đây để tạo ra nhiều những cái louver như thế này thì chúng ta sẽ cần phải tạo ra nhiều cái đường thẳng ở trong cái sketch. Dụng đây, ta sẽ sử dụng cái phần pattern chọn hướng. Ta sẽ có là 5 cái louver. Tiếp đến là với lệnh punch, ta sử dụng lệnh này. Đây, trong cái phần base này chúng ta sẽ cần phải lưu ý, nếu như mà chúng ta lựa chọn mặt ở phía dưới thì kết quả sẽ khác, mà nếu mà chúng ta lựa chọn mặt ở bên trên thì kết quả sẽ khác. Đây. Nếu mà chúng ta lựa chọn kết quả bên trên, mặt bên trên nhé, kết quả nó sẽ gặp function từ trên xuống dưới. Đồng thời, nếu như mà ta sử dụng cái library punch, nó sẽ vào cái phần này. Tất cả thư viện của JW3D nó nằm đấy hết này các bạn. Đây, chúng ta sẽ vào phần punch này. Chọn standard part này, English này. Chọn một cái dimple, chọn ví dụ một cái. Và lựa punch, chọn option này. Ta sẽ kích đúp vào cái bất kỳ nhé. Ví dụ như cái này đi, flag hole đi. Ta sẽ thiết lập nó cái vị trí này. Frame thì chúng ta sẽ đặt ra. Đây. Đặt dưới. Đó. Sau đó ok. Còn base. Đây là kết quả của chúng ta. Và tiếp tới chúng ta tới phần bending tool. Đây chúng ta có hai lệnh rất là quan trọng, đó là lệnh unfold và lệnh fold. Lệnh unfold là dùng để trải tấm, còn lệnh fold là để gập tấm. Thì trước khi trải thì chúng ta có thể là sử dụng cái option là set stationary face, tức là lựa chọn bề mặt đáy. Ví dụ trong trường hợp này chúng ta set cái mặt này chẳng hạn, thế thì đấy nó sẽ trải chạy 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 cái tấm này làm đáy. Còn nếu không thì ZW3D sẽ lấy cái bề mặt phẳng lớn nhất, sẽ là bề mặt đáy. Rồi chúng ta sẽ có cái lệnh là lệnh flatten. Lệnh này dùng để chạy phẳng tấm và đính kèm các kích thước giống như cái hình này. Và đồng thời là cái lệnh này giúp cho chúng ta có thể là xuất trực tiếp ra file file kép DWG hoặc file DXF để tiến hành cắt laser.
Thì ở đây nó có một cái sự khác biệt giữa lệnh unfold và lệnh flatten. Bởi về cơ bản thì nó cũng là lệnh trải tấm thôi. Nhưng mà điểm khác biệt ở chỗ là lệnh unfold thì sẽ được lưu trong lịch sử thiết kế. Và điều này có thể được dùng cho những cái việc thiết kế về sau. Tức là sau khi mà chúng ta trải tấm xong mà chúng ta có thể là vẽ sketch xong rồi chúng ta extrude tấm hay như nào đó xong rồi chúng ta lại gập tấm lại. Đấy. Còn cái lệnh flatten ấy thì nó thể hiện trạng thái thực và nó không dùng để mô hình hóa. À. Và tiếp nữa là cái lệnh flatten này có thể là xuất ra file kép trực tiếp giống như mình vừa nói, còn lệnh unfold thì không thể. Ngoài ra thì chúng ta có lệnh là liner unfold. Lệnh này giúp ta cho chúng ta có thể là trải tấm với những cái góc nhất định và chúng ta có thể là trải từng phần của tấm và để dùng cho áp dụng cho những cái phần thiết kế dập liên hoàn. Chúng ta dập từng phần một. Ở đây nó có cái option là add a new forming status. Và nếu mà chúng ta tích vào option này thì chúng ta sẽ tạo ra một cái chi tiết part mới và part này sẽ liên kết với chi tiết part ban đầu. Đó, và cái này cũng dùng cho phần dập liên hoàn thôi. Kèm theo đó thì chúng ta có những cái lệnh kiểm tra thông tin về phần bend như là lệnh show bend info. Chúng ta sẽ hiện tất cả những thông tin của vị trấn hoặc là chúng ta có thể thay đổi cái góc độ trấn bán kính chấn bằng cái lệnh là change span ở đây. Đây. Tiên là chúng ta sẽ sử dụng lệnh unfold để chúng ta trải tấm ra. Nếu như chúng ta không chọn stationary, nó sẽ chọn cái tấm này làm tấm đáy. Ok, được chưa? Muốn gập tấm lại, chúng ta sử dụng lệnh fold thôi. Được. Rồi chúng ta lại unfold một lần nữa. Rồi trong trường hợp này, chúng ta sử dụng cái mặt này làm mặt đáy đi để thì các bạn có thể thấy nó sẽ trải tấm theo hướng này. Còn đối với lệnh flatten ấy, chúng ta sẽ lựa chọn tấm. Trong này nó có phần include flatten này. Thì ở đây các bạn có thể thấy nó hiện ra thông tin và cái từ đó chúng ta có thể xuất ra file dwgdf. Điểm khác biệt thì mình vừa nói rồi nhé. Rồi sau đó thì chúng ta có thể sử dụng cái lệnh là liner unfold này. Chúng ta dập từng phần lên cho là không đổi. Đó. Ta sẽ dập bên này trước. Xong rồi nó dập bên này sau. Rồi chúng ta có thể thay đổi góc độ bend ra chỉ vào cái đối tượng này. Chúng ta thay đổi bán kính. Chúng ta thay đổi về góc độ. Thì đây là 70 độ. Rồi trong này nó có phần là show in bend info. Okay. Thông tin đây. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần xuất bản vẽ 2D. Sau khi mà chúng ta đã kết thúc việc mô hình hóa kim loại tấm, chúng ta sẽ đến với việc tạo bản vẽ 2D cho nó để có thể là trình bày bản vẽ cho sản xuất. Thì trước khi mà tạo bản vẽ 2D ấy, thì đầu tiên chúng ta sẽ phải sử dụng lệnh flatten để có thể bố trí nó ra, để trải nó ra. Sau đó chúng ta sẽ chọn vào phần tạo bản vẽ 2D. Thì trong ở phần tạo bản vẽ 2D này chúng ta sẽ chọn vào cái option là show bend line để có thể hiện ra được cái đường bend, nó chính là cái vị trí màu xanh nước biển ở đây. Sau đó chúng ta có thể là thêm các kích thước cũng như là cái ghi chú cần thiết vào trong bản vẽ. Đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng lệnh flatten để trải tấm ra trước. Ta chọn shape, ta chọn stationary và mình có thể để offset 50 đi. Và trong mục này các bạn nhớ chọn là include flatten nhé. Cái giá trị 50 chính là chiều cao từ đây lên đây để cho cái hình nó cách xa ra. Còn cái phần include flatten ấy thì nó chính là cái phần hiển thị ở đây này. Hiển thị này. Thực ra ở trong cái phần này chúng ta có thể xuất
ra luôn một bản vẽ 2D. Ta chọn mục là export DWG và DXF. Ta chọn export ở đây. Các thông số này chúng ta để dạng mặc định. Sau đó là trên phần mềm ZWCAD chúng ta sẽ mở cái file đó lên. Thì các bạn có thể thấy là nó sẽ show cho chúng ta cái đường biên dạng đường line, đường bend line, rồi những cái thông số liên quan đến phần chấn, R, góc chấn. Tuy nhiên thì nếu như mà chúng ta xuất theo cái hình thức này ấy, thì nó chỉ ở dạng đơn giản thôi. Chúng ta sẽ không thể show hết được, ví dụ như là R đây là bao nhiêu, rồi thậm chí là chúng ta không thể chia được cái layer. Thế các bạn có thể thấy các layer đều đang ở dạng là layer 0, 0, 0. Đó, thì ví dụ như chúng ta muốn ẩn hiện những cái đường bend line thì chúng ta không thể làm được trực tiếp. Thế nên ấy, là trong trường hợp này chúng ta sẽ cần sử dụng đến cái phần tạo bản vẽ 2D. Thì cách thức tạo bản vẽ 2D chúng ta sẽ vào cái phần 2D Sheet và sẽ chọn cái khung bản vẽ chúng ta. Thế thì ở trong cái khung bản vẽ này chúng ta sẽ chọn, nhớ là chọn cho mình cái mục này nha, Show Bend Line nha. Rồi nếu mà có thể chọn Show Bend Node thì càng tốt. Sau đó là chúng ta chọn đến cái phần là Flatten Top. Chọn đây. Thì ở đây các bạn có thể thấy này, ngoài những cái thông số mà giống như cái lệnh flatten nó có ra, thì ở trong cái mục này chúng ta có thể là chia được cái layer nữa này. Các bạn thấy ở đây layer đang là bend line này, bend line này, bend line này, còn đây là dạng layer 0, 0, 0. Thì cách thức mà thiết lập cái layer này mình sẽ chỉ cho các bạn ở trong những video sau. Đấy là một này, sau đó là chúng ta có thể là thêm những cái kích thước dimension vào đây, ví dụ khoảng cách từ đây đến đây là bao nhiêu, rồi R ở đây là bao nhiêu, thông số trên hoặc là khoảng cách từ đây. Khoảng cách chấn. Đấy, đấy là những cái thông số hết sức là cơ bản. Hoặc là chúng ta có thể là trình bày bản vẽ dạng ISO, đưa về dạng isometric để có thể là nhìn bản vẽ nó rõ hơn. Ta có thể là kích nút ở đây để tắt cái đường hai đường line đi. Còn cái thông số bend node thì nếu như các bạn muốn tắt đi thì ta sẽ tắt cái này. Thông số. Nói chung là khi mà vào cái phần bản vẽ 2D này thì chúng ta sẽ có rất là nhiều công cụ để chúng ta có thể là thêm kích thước, bố trí bản vẽ, rồi quản lý bản vẽ nó dễ dàng hơn. Đây, cái link này liên quan đến phần quản lý layer này. Là thêm cái layer cho nó. Đây, chúng ta sẽ thử xuất cái file này ra nhé. Ta sẽ thử xuất cái file này ra DWG xem nó có bố trí được cái layer chúng ta không. Bạn thấy không ạ? Bend line này. Bend line. Rất là dễ đúng không Sau đây chúng ta sẽ đến với một ví dụ cụ thể, các bạn có thể là thực hiện được các lệnh. Đây chúng ta có một cái chi tiết tấm như thế này. Thì trên cái chi tiết tấm đấy nó sẽ có những cái đối tượng như là louver, flange, partial flange, hem flange, rồi dimple, rồi lệnh bend taper, lệnh punch. Thì đây là những kích thước của nó. Những kích thước này mang tính chất là ví dụ thôi, nên là nếu như mà thiếu kích thước thì các bạn cứ tự thêm vào. Nói chung là cũng không quan trọng lắm, chỉ để mình thực hiện lệnh là chính thôi. Thứ tự thực hiện thì chúng ta sẽ tạo tấm tấm đáy, sau đó chúng ta thực hiện lệnh tạo expand bằng cái lệnh vào full flange, sau đó là chúng ta thực hiện tạo những cái vị trí như này bằng cái lệnh hem flange, tương tự vị trí này bend taper ở đây. Sau đó chúng ta sẽ khoan lỗ ở vị trí này. Rồi tạo các louver và thực hiện lệnh punch. Ở cái khối ở đây các bạn cứ tạo một cái khối bất kỳ đi. Khối bất kỳ cũng được. Thêm góc grab cho nó thì càng tốt.
Rồi, và cuối cùng là chúng ta sẽ đến cái phần chuyển đổi ở một cái solid sang lại kim loại tấm. Lệnh này giúp cho chúng ta có thể là chuyển đổi những cái dạng solid sang cái dạng tấm một cách dễ dàng. Bởi vì các bạn cũng biết là phần tấm ấy, thì chúng ta mới trải ra, còn dạng solid ấy, thì chúng ta không trải nó ra. Thế nên là chúng ta sẽ phải thêm một cái bước là bước convert này nữa. Hoặc là trong quá trình mà các bạn nhận cái file từ các phần mềm khác thì nó là dạng solid thì chúng ta cũng vẫn phải chuyển đổi. Chúng ta sẽ phải nhận biết những cái vị trí bend này này là cái vị trí sẽ chấn để phần mềm nó hiểu. Thì đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện đúng không? Một cái ví dụ ở trong ngay trong phần mềm ZW3D. Nên chúng ta sẽ tạo ra một cái khối hộ đặc. Sau đó chúng ta sẽ thêm các vị trí pilot cho nó và chúng ta thực hiện lệnh shell. Và từ đó chúng ta sẽ thêm một cái bước là một bước creep để tạo ra các khoảng hở để có thể tiến hành bẻ nó ra. Nếu như trong trường hợp một vài lệnh và trong một vài trường hợp mà chúng ta không thực hiện được lệnh creep này thì bạn có thể là tạo sketch rồi sử dụng các lệnh extrude cut hoặc là sweep cut để thực hiện những pháp thủ công. Sau khi mà tạo lệnh rip xong ấy, thì nó sẽ cắt cái vị trí này ra, cắt vị trí góc ra cho các bạn. Sau đó là chúng ta sẽ phải sử dụng cái lệnh mark bend để nhận biết những cái vị trí góc này là vị trí chấn. Cái phần bending face này là một cái đối tượng rất là quan trọng ở trong kim loại tấm. Thế nên là chúng ta phải đánh dấu từng cái mặt một. Ở đây trong phần mềm nó có cái lệnh là collect all bends này cho phép chúng ta có thể là lựa chọn tự động tất cả các mặt bend. Và sau đây thì chúng ta sẽ đến một ví dụ cụ thể. Đầu tiên, chúng ta sẽ tạo một cái khối ở trong phần shape. Khối này là khối solid. Kích thước bất kỳ. Do đó chúng ta sẽ fillet cho nó. Mình sẽ để fillet nhỏ hơn một xíu, 5 ly thôi. Và sau đó chúng ta thực hiện lệnh shell. 2 ly. Đây trong lệnh shell này chúng ta sẽ mở cái mặt bên trên này ra. Đấy. Ở trong cái trường hợp này khi mà các bạn thực hiện sheet metal này chúng ta sử dụng lệnh unfold này, chúng ta vẫn chưa thể trải tấm ra nhé. Phần mềm sẽ báo là cố gắng sử dụng cái lệnh mark bend này trước, tức là nó phải nhận biết được cái vị trí chấn trước. Đó thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng các công cụ convert. Đầu tiên chúng ta sử dụng lệnh grip, ta chọn một cạnh, nó sẽ hiện ra cho chúng ta cái vị trí này, cạnh bên trong cũng được mà các bạn chọn cạnh bên ngoài cũng được. Đó. Và chúng ta thêm các khoảng gap cho nó, gap càng lớn thì cái khoảng hở càng lớn. Có các option này cho chúng ta lựa chọn. Đã apply, các bạn có thể thấy các vị trí góc này đã được mở ra. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn chưa unfold được nhé, chưa unfold được. Cho dù chúng ta ấn collect all bend thì vẫn chưa được. Chúng ta phải thêm một bước nữa đó là bước mark bend. Chúng ta chọn cái nhóm cái mặt đáy, sẽ chọn mặt này và lựa chọn là các mặt bend. Mình sẽ tự động nhận biết 4 cái góc này luôn. Và chúng ta thêm cái hệ số K này nó. Sở dĩ chúng ta phải thêm cái lệnh mark bend này bởi vì nó liên quan đến hệ số K này. Vì nếu như mà hệ số K này sẽ liên quan đến độ dày rồi chiều dài của tấm khi trải ra. Chưa? Nếu mà với mặt phẳng thì hệ số K thì nó như nhau, nhưng mà đối với cả những vị trí cong như này thì hệ số K rất là quan trọng. Vậy vậy nên chúng ta phải sử dụng cái mã mark bend này. Đấy, sau khi mà chúng ta sử dụng xong thì chúng ta có thể unfold nó ra. Rất là dễ dàng. Đấy, như vậy là chúng ta đã đi hết bài ngày hôm nay. Hy vọng là cái video này giúp ích cho các bạn trong quá trình các bạn sử dụng phần mềm ZW3D.
Thì trong quá trình mà các bạn sử dụng, nếu như mà các bạn có câu hỏi hay thắc mắc gì thì hãy để lại phần comment phía dưới cho mình sẽ hỗ trợ các bạn giải đáp. Ok, thì vậy thì bye bye và hẹn gặp lại cho các bạn trong những video lần sau.